nằm viện 72 ngày, bán hết 2 căn biệt thự mới hiểu ra sức khỏe quan trọng nhường nào. 2 tháng trước, cậu bạn tôi phải nhập viện vì xuất huyết não. Cậu ấy được đưa vào phòng ICU, phải dùng máy thở, dung dịch dinh dưỡng và cần nhân viên chăm sóc. Gia đình cậu ấy đã phải bán 2 căn biệt thự ở trung tâm thành phố và bán thêm nhiều căn nhà ở quê để chi trả viện phí. Nhưng cũng chỉ được 72 ngày, cậu ấy không thể trụ thêm được nữa và đã ra đi mãi mãi. Cuốn theo dòng chảy của xã hội là làm việc cật lực để kiếm được nhiều tiền. Bạn tôi đã từng nghĩ rằng tiền bạc, nhà cửa, đất đai là tài sản giá trị nhất trên thế gian. Bởi vậy, cậu ấy đã tiêu tốn rất nhiều sức khỏe của mình để xây dựng bồi đắp cho sự nghiệp của mình. Cậu ấy làm việc không kể ngày đêm để kiếm tiền xây nhà to, đất rộng, mua được càng nhiều càng tốt. Cậu ấy không hiểu rằng sức khỏe mới là bất động sản giá trị nhất của đời người. Và nếu không có sức khỏe, thì dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngôi nhà, mảnh đất đều vô nghĩa. Cho tới khi phải tranh đấu để giành giật sự sống, cậu ấy mới nhận ra sức khỏe của mình thật là vô giá. Tuy giàu có, tiền nhiều, nhà nhiều, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thì cậu ấy đã phải từ giã cõi đời. Ngày nay, rất nhiều bạn trẻ không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Để tranh thủ thời gian cho công việc, họ ăn nhanh, uống nhanh, vừa làm vừa ăn, họ tăng ca liên tục, nhận thêm nhiều dự án để lo cho gia đình, con cái, mua sắm thứ này, thứ kia. Họ có hàng tá lý do để rất cần tiền. Tất nhiên, khi còn trẻ, bạn cần chăm chỉ, cố gắng học hỏi và nỗ lực làm việc, nhưng không phải làm kiểu bán mạng. Hãy phát triển bản thân một cách bền vững và lành mạnh. Các chàng trai, hãy biết từ chối những bữa tiệc tùng thâu đêm với bạn bè, những chén rượu, chai bia, những lần ngủ nướng trên giường. Bởi tất cả những thú vui nhất thời đó, bạn đều phải dùng sức khỏe của mình để chi trả. Những cô gái, hãy bớt thói quen mua sắm những thứ phù phiếm không cần thiết. Đừng vì một chiếc túi hàng hiệu hay một bộ đầm bắt mắt mà phải thắt lưng buộc bụng, làm việc tăng ca để sở hữu nó. Bạn nên nhớ rằng, vào thời điểm quan trọng phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ thấy bất kỳ mong muốn nào, bất kỳ niềm vui nào cũng không quý trọng bằng sức khỏe của bạn. Nếu ngôi nhà không còn, bạn có thể mua lại. Nhưng nếu sức khỏe của bạn không còn, thì dù có bao nhiêu tiền, bạn cũng không thể mua lại được nó.